À, chào các bạn. Hôm nay bạn đang đứng với mình với một cái nhân vật rất đặc biệt là mình gọi là Hưng Cà Phê. Hưng mà đi kinh doanh cà phê. À, các bạn nghe Hưng thời đại Hưng 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 nhiều hơn lắm, nhưng mà đây là Hưng Cà Phê. À, các bạn thấy cái chữ Hưng Cà Phê. Cái sản phẩm của bạn đâu rồi? Cho mình một cái sản phẩm của bạn. À. Và bạn tên Hưng và bạn đi kinh doanh cà phê. À, các bạn thấy cái chữ Hưng Cà Phê không? Hưng Cà Phê. À. Vậy thì bạn Hưng hãy chia sẻ cho mọi người. Họ tên chính thức của bạn là gì? Công ty của bạn tên gì? Thương hiệu của bạn là gì? Và hiện tại thì bạn đang ở đâu? Xin chào các bạn, mình tên Trần Đình Hưng, năm nay mình 30 tuổi, nhà mình thì ở Bà Rịa Vũng Tàu, mình là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Đất Mẹ, mình đang sở hữu thương hiệu Hưng Cà Phê và hiện tại mình đang kinh doanh chính là ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra mình cũng có phân phối cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vũng Tàu và một số các cái tỉnh thành lân cận. Các bạn đã biết thông tin về bạn Hưng rồi. À, lý do vì sao đặt là Hưng Cà Phê, bạn có thể cho mọi người biết. Mình xin phép được chia sẻ là mình làm tên Hưng Cà Phê là bởi vì khi mình chọn cà phê làm ngành nghề để mình kinh doanh thì mình có một cái tâm huyết rất lớn với cái ngành này. Bởi vì Việt Nam mình là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới, nhưng người dân Việt Nam của mình thì chưa thực sự được sử dụng những cái dòng sản phẩm tốt. Và mình làm bằng cả trái tim của mình, cho nên mình lấy tên Hưng Cà Phê để nó mang một phần nào là dấu ấn cá nhân, một phần nào là mình cam kết với khách hàng rằng sản phẩm của tôi nó mang theo uy tín và chất lượng mà tôi cam kết đến với khách hàng. Rất là tuyệt vời, nó gắn liền với cái chữ Hưng luôn đúng không? Dạ. Nhưng mà cái tên này lỡ đi ra nước ngoài thì sao, mọi người đâu có đọc được cái chữ Hưng? Trong cái quá trình mà mình xây dựng cái thương hiệu Hưng Cà Phê thì mình sẽ truyền tải đến khách hàng là tôi muốn hướng đến là cái gì khi mà tôi đưa cà phê đến cho các bạn. Cái thứ hai là cái văn hóa của cà phê Việt Nam mình đi ra nước ngoài như thế nào, thì mình như một cái cầu nối để người Việt Nam người ta có thể kết nối với Việt Nam mình qua một cái sản phẩm cà phê. Người nước ngoài muốn tìm hiểu văn hóa cà phê cũng có thể qua cái sản phẩm của mình. Dạ, ok, rất là tuyệt vời. Từ Phú Mỹ, thường thường mình thấy là dân Đắk Lắk rồi suy nghĩ tới kinh doanh cà phê thì ok, hợp lý, cái đó không bàn rồi. Nhưng mà bạn ở Phú Mỹ và bạn suy nghĩ tới cái việc làm cà phê, bạn có thể chia sẻ là ở Phú Mỹ nó có cái cơ duyên gì, nó có cái gì mà nó làm cho bạn ở dưới đó và quyết định bạn ra bạn làm cà phê? Dạ. Con đường đến với cà phê của mình thì nó khá là dài. Mình là tốt nghiệp, mình là sinh viên đại học luật. Thì từ năm thứ 2 đại học luật là mình đã bắt đầu bán quán cà phê. Và trước khi mình bán quán cà phê này là mình là phục vụ trong quán đó. Trước khi mình là phục vụ thì mình xin đi làm dọn vệ sinh cho nhà người ta khoảng tầm 1 năm. Và khi mà mình dọn vệ sinh thì mình có một cảm giác rằng không, mình phải làm chủ, mình phải ra kinh doanh. Thì mình xin vô phụ quán cà phê, sau đó mình sang lại cái quán đó, mình bắt đầu cái việc kinh doanh của mình từ năm thứ 2 đại học đến bây giờ. Và sau khi mình tốt nghiệp đại học xong, mình cũng học tiếp cái lớp về luật sư để mình hoàn tất cái việc mình đi học. Thì khi mình học xong mình đi làm thì mình cảm thấy mình không có hạnh phúc với cái việc mình đi làm công việc đó, và mình chọn là mình phải đi đến cùng cái con đường kinh doanh của mình. Thì mình chọn cà phê và mình về cái vùng Phú Mỹ của mình thấy rằng cái chất lượng, cái thái độ phục vụ, cái đáng lẽ ra người dân của mình khu vực đó được sử dụng như thành phố Hồ Chí Minh này, thì mình cần có một cái trách nhiệm gì đó với cái vùng mình đang ở. Cho nên sau khi mình kinh doanh rất nhiều quán tại thành phố Hồ Chí Minh, mình gặp rất nhiều khó khăn, mình đi tìm về nguồn hàng, đi tìm về người hướng dẫn, và ngay cả bây giờ mình học hỏi kiến thức từ thầy Duy để mình áp dụng vào cái việc kinh doanh của mình, thì mình đưa nó về cái nơi mình đã lớn lên để mình chia sẻ giá trị đó với người dân tại khu vực mình sinh sống. Vậy là các bạn nghe bạn Hưng kể cái câu chuyện của bạn không ạ? Cái bạn nói rằng là mới năm 2 đại học bạn ra bạn xem một cái quán bạn làm, vậy thì nó có khó khăn của bạn nhiều không? Nó có vượt quá cái tầm không ạ? Thời điểm đó 700 ngàn để cho một sinh viên lên đại học, lên Sài Gòn đi học thì nó không có dư một đồng nào cả. Và gia đình mình cũng không phải là thuộc trường hợp là khá giả. Nhưng mình về mình nói rằng con muốn
được ra kinh doanh, con muốn được làm chủ. Và để mà sang lại cái quán đó, nó mất 100 triệu. Con cam kết rằng một năm sau con sẽ trả lại số tiền này. Cái 100 triệu này mình vay, mình cam kết dựa vào cái niềm tin của ba mẹ mình đối với mình, và sau một năm mình thực hiện được cái điều mình hứa. Thì vào cái thời điểm mà mình quyết định là mình ra kinh doanh thì mình thấy rằng người ta làm được, mình làm được. Người ta quản lý được, mình quản lý được. Mặc dù mình mới chỉ là sinh viên năm 2 nhưng mình bắt buộc là mình phải làm chủ, mình bằng mọi giá mình phải làm chủ. Thì kết quả là em thực hiện được cái điều mà em cam kết với ba mẹ em. Rất là tuyệt vời. Cái quán đó thì nó tồn tại được bao lâu? Quán đó tồn tại được 9 năm. Mới năm vừa rồi là mình hết hợp đồng mặt bằng và người ta lấy lại nguyên một cái tòa nhà để người ta làm một cái nhà hàng tiệc cưới phương Đông rất lớn, cho nên người ta phải lấy lại nguyên tòa nhà thì mình phải trả mặt bằng. Wow. Dạ. 9 năm. Cái các bạn là cái quán cà phê 9 năm. Rồi cái câu chuyện nó rất là hay. Vậy thì khi mà bạn bỏ cái nghề luật sư, một cái nghề luật sinh viên luật, rồi bạn quyết định chọn cái con đường cà phê thì có những lời gièm pha? Dạ, mình xin phép được chia sẻ thì rất nhiều ạ. Người gièm pha cũng nhiều, mà tự bản thân mình cảm thấy rằng đôi lúc mình cũng chạnh lòng. À, bạn mình học ra xong rồi nói, ông bà mình hay nói là ăn trắng mặc trơn, làm công chức nhà nước, làm luật sư, thu nhập rất là cao, mà tại sao con không theo cái con đường mà con đã chọn mà con lại đi ra kinh doanh? Thì khi mà mình đi làm pháp chế cho một số doanh nghiệp lớn, và rồi mình đi tham dự một số phiên tòa, mình làm cũng một số vụ mình thắng, nhưng mình cảm thấy là nó có cái gì đó nó vẫn không phù hợp với cái điều mình mong muốn, cho nên mình quyết định là mình đi, và mình quyết tâm đi đến cùng cái con đường mình đã chọn. Các bạn thấy cái ông này chưa? Cái ông này á là khỏi bàn rồi. Các bạn biết khỏi bàn gì không? Ổng chỉ là con đường kinh doanh thôi, không có con đường gì khác. Ổng đi đâu? À, các bạn như vậy rồi. Vậy thì cái sản phẩm của bạn á, hiện tại nó có những cái sản phẩm nào? Bạn kể cho mọi người nghe chứ, cà phê thì ai không biết. Yeah. Mà nó gồm có những sản phẩm nào? Sản phẩm bột, cái sản phẩm hạt, hay là mua nguyên một cái quán bạn cũng bán, tức là cụ thể nó là cái gì, bạn nói cho mọi người hiểu quá. Vâng, thì cà phê thì rất nhiều người kinh doanh cà phê, nhưng mà nếu mà một người bây giờ hỏi mình là mình kinh doanh cái gì thì mình xin phép được chia sẻ rằng mình đang kinh doanh một mô hình kinh doanh cà phê. Có nghĩa rằng bạn muốn mở quán cà phê, bạn có thể đến xem mình làm có hiệu quả không. Mình có thể set up cho bạn nguyên một cái quán. Hoặc là bạn đang kinh doanh cà phê, bạn đang gặp khó khăn gì trong vấn đề nhân sự, trong vấn đề quản lý, trong vấn đề chất lượng, trong quy trình để mà bạn vận hành cái quán đó. Cái cách set up làm sao để từ một cái mặt bằng không, từ khi ý tưởng bạn muốn ra kinh doanh, thì mình có thể lên được một cái quy trình đó cho bạn một cách rõ ràng, để bạn biết rằng bạn đang kinh doanh như thế nào, kinh doanh bao lâu, các bước như thế nào, để các bạn có thể kinh doanh hiệu quả trong cái mảng cà phê này. À, rồi hiểu. Nhưng mà những người ở Sài Gòn này gặp bạn dễ, ở Phú Mỹ nói chung cũng gần bạn, chạy tới bạn chừng vài chục cây số là gặp. Đồng Nai cũng xuống bạn gặp. Một người ở Bình Thuận, một người ở Gia Lai, có người thì ở tận Lai Châu. Họ xem video này và họ muốn lắm rồi, nhưng mà làm sao đấy? Các bạn có thể liên hệ với mình bằng những phương pháp sau. Thứ nhất, số điện thoại của mình 0903814569. Ngoài ra, một cái kênh mình rất là thường liên lạc đó là kênh Facebook. Các bạn có thể search hưng.cà.phê hoặc là số điện thoại để tìm ra Facebook là 0981343803. Trên này mình có chia sẻ rất nhiều cái về kiến thức cà phê, về cách mình mở quán cà phê và cách để các bạn vận hành một cái quán cà phê như thế nào. À, các bạn thấy chưa? Tính ra là bạn ra kinh doanh đã giờ tới 9-10 năm rồi. Mình phải tính từ cái năm 2 đại học. Nên là bạn có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc này. Một Việt Kiều, họ ở nước ngoài, họ xem video này và họ muốn liên hệ với Vân Cà Phê liền, muốn lấy cà phê để qua bán cho cái cộng đồng người Việt đó, thì họ phải làm như thế nè. Các bạn có thể liên hệ, nhắn tin cho mình trực tiếp trên Facebook. Mình sẽ
có cái phương pháp để mình gửi hàng qua đến tận nơi cho các bạn. Tại vì thực tế bây giờ mình đang các bạn Việt kiều có về đây, có đến trải nghiệm cái chất lượng cà phê bên mình và có mang làm quà và mang qua bên mình. Cà phê của mình đã xuất hiện tại Đức, tại Mỹ, tại Úc và tại Nhật. Đây là các bạn đã về đến đây, đã trải nghiệm và đã xách về làm quà cho gia đình mình. Dạ, rất là tuyệt vời. Các bạn Việt kiều mà các bạn có mong muốn kinh doanh cà phê hoặc là lấy cà phê làm quà thì các bạn không, rất là dễ, tại vì bạn đã có kinh nghiệm rất là nhiều. Bạn sẽ biết cái cách thế nào để giúp cho các bạn làm để thành công. Mình thắc mắc các bạn như vậy, tức là cái đam mê kinh doanh của bạn như thế nào mà mình thấy là bạn từ Phú Mỹ rồi bạn đi về Sài Gòn bạn học rồi bạn lại về lại Phú Mỹ, cái việc mà đi một khoảng đường nó xa vậy, cái động lực nào, cái nguyên nhân nào nó làm cho bạn phải nỗ lực cái đường xa nó đi vậy? Nguyên nhân lớn nhất nó nằm ở kiến thức ạ. Có những ngày buổi sáng mình chạy lên Sài Gòn để học, xong rồi hết lớp học mình chạy về mình làm hàng, xong rồi sáng ngày hôm sau mình lại chạy lên mình học, rồi mình lại chạy về. Bởi vì sau 8 năm đầu mình hoạt động, mình kinh doanh, lợi nhuận có, cuộc sống mình lo được, nhưng nó không lớn được như cái mình mong muốn. Cho nên mình trong đầu mình luôn nghĩ rằng phải có một cái gì đó mình phải đi tìm về mặt kiến thức, mình phải hoàn thiện cái kiến thức của mình thì cái mô hình kinh doanh của mình nó mới lớn lên được. Đó là cái động lực lớn nhất để mình có thể chạy lên chạy về như thế ạ. Cụ thể đó là cái kiến thức gì? Kiến thức về kinh doanh, kiến thức về quản lý hay là kiến thức về cà phê? Thứ nhất đó là kiến thức về kinh doanh. Tại vì từ một người bạn nói rằng anh Hưng cần phải tham gia cái lớp này, mình nghe mình cảm thấy là có cái gì đó nó vẫn chưa ổn, cái mình mới cho bà xã của mình lên đây ngồi nghe. Ngồi nghe xong rồi bà xã của mình mới về nói rằng anh phải vô cái lớp này, là mình thấy là có cái gì đó nó ổn hơn rồi. Cái là mình từ Vũng Tàu mình lên đây, mình chui vô lớp. Lúc đó là mình đang trong giai đoạn thi công quán cà phê đầu tiên hiện tại của mình bây giờ. Thì mình tham gia quán cái buổi ba tiếng đó xong là mình nói là những kiến thức này mình đang cần này, mình chưa có này, học thôi, mình chốt mình học. Dạ. Vậy là các bạn thấy ông này cho vợ đi làm thí nghiệm trước, cho vợ đi test trước, về gõ chốt rồi bắt đầu ông mới đi. Rất tuyệt vời. Vậy thì hiện tại cái vấn đề kinh doanh mà thì rất là nhiều họ tắt mà họ lại không có chịu đi học. Họ hay đi hỏi lòng vòng, mà hỏi đúng chuyên gia còn đỡ. Thậm chí đi hỏi theo cái quan điểm phải lòng vòng rồi rốt cuộc cái việc kinh doanh nó cũng không có lên. Thì bạn đã từng va vấp trong 8 năm đầu đó, thì bạn có lời khuyên gì chia sẻ cho những cái bạn đó? Thứ nhất, các bạn xác định là các bạn cần phải sống còn với kinh doanh. Tại vì khi các bạn không xác định được cái niềm đam mê lớn đó, một lý do lớn đó, thì các bạn sẽ không thể sống mãi với kinh doanh được. Cái thứ hai, các bạn tìm cho mình một người thầy. Mình rất vui khi mà đến Be Training, mình nhìn được con đường của mình rõ ràng. Không phải chỉ để kinh doanh kiếm tiền. Thời điểm 8 năm đầu mình kinh doanh mình có lời. Một tháng mình có thu nhập khoảng 20 triệu từ việc bán cà phê. Nhưng mình cảm thấy rằng nó không phải là cái mình mong muốn. Cho nên mình tìm người thầy để cho mình biết cái con đường kinh doanh thực sự nó sẽ đi đến đâu. Và từ Be Training mình nhìn ra được điều đó. Khi có con đường, khi có một cái sự quyết tâm, các bạn sẽ nhìn ra được là các bạn sẽ đi như thế nào. Nó rất quan trọng ạ. Rất là tuyệt vời. Có một cái này cần làm rõ để làm sâu này. Một người muốn ra, họ mở một quán cà phê thì trong túi họ có bao nhiêu tiền? 15 triệu, 20 triệu hay là phải 100 triệu? Bạn có thể cho, tại vì bây giờ trong có rất là nhiều người trong túi họ có khoảng 20 triệu, họ không biết làm như thế nào. Câu hỏi rất là thú vị ạ. Tại vì mình đã từng mở quán cà phê rẻ nhất của mình là mình mở giá 20 triệu. Quán cà phê mà hiệu quả nhất của mình là mở ra với giá 30 triệu. Và đến hiện tại nó đã hoạt động được 3 năm. Và cái người chủ hiện tại của quán này đang thu nhập khoảng tầm 20 triệu một tháng từ cái việc đầu tư ban đầu là 30 triệu đó. Vâng ạ, từ 20 triệu đến 30 triệu đã có thể set up một mô hình kinh doanh cà phê hiệu quả. Wow. Mình đã làm được. Rất là tuyệt vời. Chia sẻ với các bạn. Rất là tuyệt vời. Các bạn có nhận ra, tức là 20 triệu này các bạn gửi cái hàng nó cũng không có làm ra được gì hết. Nhưng mà 20 triệu này nếu mà chúng ta biết bỏ vào quán cà phê và biết đúng chỗ thì một tháng chúng ta cũng kiếm được tiền và chúng ta nâng cao cái thu nhập của mình. Hiện tại thì rất là nhiều bạn trẻ họ chọn cái mô hình kinh doanh quán cà phê
qua cái môi trường của mình tiếp cận nhiều, nhưng mà mình thấy hầu như các bạn rất là lơ mơ. Tức là cứ ra khởi nghiệp là trong đầu nghĩ tới cái quán cà phê, ra làm quán cà phê, nhưng mà do không có kinh nghiệm á, 20-30 triệu họ bỏ quán cà phê là chỉ cùng một thời gian là họ hết. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút xíu, một lời góp ý chút xíu để có cái quán cà phê thành công thì các bạn trẻ phải làm cái gì? Thứ nhất, các bạn phải biết là các bạn đang bán cho ai. Cái thứ hai, các bạn bán như thế nào. Ví dụ là tại sao mình nói rằng mình đã mở cái mô hình cà phê 30 triệu và mình thành công. Nó thành công bởi vì thứ nhất, mình chọn cái địa điểm. Địa điểm đó là cái lượng người và cái lượng nhu cầu rất lớn. Cái thứ hai, mặt bằng. Mình thỏa thuận với chủ nhà rằng tôi không có tiền mặt bằng, nhưng mà tôi sẽ trả cho anh bằng 30% lợi nhuận. Wow. Và mình vô mình set up một cách cực kỳ thô sơ, nhưng mình đầu tư rất nhiều về chất lượng và phong cách phục vụ. Thì sau 3 tháng sau là khách hàng đã bắt đầu ổn định. Đây là cái đầu tiên mình muốn chia sẻ. Cái mô hình thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh này thì đối với cái mức 30 triệu để chuẩn bị cho một cái mô hình giống như mình chia sẻ hồi nãy thì nó không được dễ dàng tìm cho lắm. Nhưng mà có một cái loại hình khác, ví dụ như các bạn là sinh viên, các bạn hoàn toàn có thể set up một cái dạng cà phê take away. Tại vì mình đã từng làm cái đó hơn một năm trước đây. Mình không trực tiếp hoạt động trong nó, mình thuê một bạn sinh viên vận hành nó tồn tại được một năm. Mình thuê mặt bằng là 3 triệu, chỉ có 3 tiếng đồng hồ buổi sáng thôi, nhưng nó vẫn trả lương được cho nhân viên, nó vẫn đưa lại thu nhập cho mình khoảng 3 triệu một tháng từ cái đầu tư ban đầu 20 triệu. Nghĩa là một mô hình take away, các bạn cần chọn cái địa điểm. Cái thứ hai là bạn biết bạn đang bán cho ai, cái mức giá như thế nào, thời điểm bán là làm sao, thì các bạn có thể làm được việc đó ở Sài Gòn một cách khéo léo. Dạ. Rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi các bạn nghe một cái câu chuyện rất là thú vị với bạn Hưng. Dĩ nhiên còn rất là nhiều thứ các bạn cần phải trao đổi thêm nữa, thì các bạn liên hệ với bạn Hưng nhé. Có thể là trên số điện thoại đó, Facebook là các bạn đã có ra được toàn bộ thông tin rồi. Rất vui các bạn đã dành một cái khoảng thời gian hơn 10 mấy phút để chúng ta trò chuyện với nhau. Và hơn ai hết, các bạn thấy mà Hưng Cà Phê rất là thú vị, rất là cá tính, thì các bạn liên hệ ngay với bạn Hưng Cà Phê ngay. Mình chào các bạn và sẽ gặp các bạn lại những chương trình sau. Xin chào các bạn.